Xin chào các bạn xem YouTube thân mến. Rất vui khi các bạn đã quay lại cái channel của mình. Thì hôm nay lại về bếp lửa đun cái nồi thảo dược. Thực ra là một thứ rau nó mọc vào mùa đông. Các bạn có thấy được không ạ? Rất khó thấy. Thì mình hái cả rau, cả cây vậy, rửa sạch cả rễ cả lá vậy. Thì mình thấy người dân địa phương ở đây là họ hay uống cái lá này, cây này. Khi mà hái về thì họ rửa sạch phơi khô cả cây vậy rồi họ thái nhỏ ra rồi nấu nước uống giống như nước trà vậy. Thì hôm nay mình xin tâm sự một chút về cái nội dung mà mình nghĩ là đáng lẽ mình bị gián đoạn trong suốt cái thời gian khoảng một tháng do cái ghi hình có vấn đề. Thì những video lần trước mình đã nói vấn đề của cái ghi hình của mình. Thực sự thì tài chính mình cạn kiệt rồi, nên là mình chọn cái cách sống tối giản và tự cung tự cấp là chính, từ săn bắt hải lượm rồi cung cấp thức ăn, nước uống, rồi là kể cả dược liệu tự nhiên từ bản thân mình. Thì vấn đề hôm nay đó là về cái tấn tỉnh lại cái nội dung YouTube kênh của mình. Vì mình xác định cái kênh cá nhân này là nói về tâm sự, tâm tư về cái cuộc sống, lối sống của mình hiện tại trong khoảng thời gian mà sống ở khu rừng hoang sơ, không điện đài, không giao thông, không tất cả mọi thứ, chỉ là tự túc, chỉ có cái lều tạm này thôi các bạn, mà lại giáp biển này các bạn. Đây là cái vùng biển các bạn xem. Hôm nay biển khá lắm, trời yên gió, mặt trăng kia các bạn. Đây là những đàn gà của mình. Vào cuối chiều nó tranh thủ ăn trước khi mặt trời đi lặn.